Từ lúc Cộng sản Bắc Việt khởi động cuộc chiến tranh xâm lấn miền Nam, Bình Định luôn là một vùng đất sôi động ngay từ thời phong trào Việt Minh chống Pháp. Đây là vùng đất bọn Cộng sản đã để lại vô số cán bộ nằm vùng để làm mầm mống khởi loạn cho cuộc chiếm chống lại chính quyền miền Nam sau khi đất nước đã bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Trong suốt 20 năm chiến tranh, bọn cán bộ nằm vùng đã tuyên truyền chiêu dụ đàn áp người dân lành ở vùng đất này với những thủ đoạn tàn ác, lừa bịp, hầu mong tạo được một hậu thuẫn cho một cuộc tổng tấn công toàn diện sau này. Về mặt quân sự, chúng đã sử dụng sư đoàn 3 sao vàng, một sư đoàn tinh nhuệ nhất của cộng quân trú đóng tại mật khu An Lão, cùng các tiểu đoàn đặc công cũng như các tiểu đoàn địa phương làm nòng cốt. Tuy nhiên, qua bao năm nỗ lực xâm chiếm miền Nam, nhiều trận chiến bùng nổ ở vùng đất đẫm máu này, nhất là sau cuộc tổng công kích năm 72 trong mùa hè đỏ lửa, chúng chưa hề chiếm được một tấc đất nào. Hy vọng chiến thắng bằng giải pháp quân sự của Cộng sản Bắc Việt hầu như vô vọng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, lợi dụng tình trạng chính trị của Hoa Kỳ đang đi vào con đường bất lợi cho miền Nam tự do, Cộng sản Bắc Việt bắt đầu mở cuộc tấn công mới với sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ của các nước Cộng sản đàn Anh. Sáng ngày 27 tháng Giêng năm 73, Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực với điều khoản ngưng bắn tại chỗ. Sư đoàn 3 sao vàng được lệnh của Cộng sản Bắc Việt mở một cuộc tổng tấn công bất ngờ vào đài kiểm soát của hải quân trấn đóng ngay cửa khẩu Bà Gì để thay thế cửa khẩu Sa Huỳnh, nơi mà chúng dùng để nhận tiếp tế lương thực, vũ khí bằng đường biển từ miền Bắc vào đã bị sư đoàn 2 bộ binh tái chiếm. Hy vọng tinh thần tôn trọng hiệp ước của phe ta, với yếu tố bất ngờ, cửa khẩu Bà Ghi trấn đóng bởi một lực lượng ít ỏi do duyên đoàn 21 hải quân sẽ là một mục tiêu dễ dàng, nhưng chúng đã sai lầm. Với tinh thần chiến đấu cao độ của các quân nhân hải quân cũng như dưới sự yểm trợ của những đơn vị bộ binh, biệt động quân cũng như các tiểu đoàn địa phương quân, dưới sự chỉ huy điều động của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, một ngôi sao sáng tinh thông chiến trận được mệnh danh là Mãnh Sư của Bình Định, chúng đã bị đánh bật ra khỏi những vị trí chiếm đóng trong giai đoạn ban đầu với vô số xác chết bỏ lại trên trận địa. Qua năm 74, tình hình chính trị của Hoa Kỳ càng rối rắm vì vụ xì căng đăng Watergate. Vào khoảng tháng 5, Cộng sản lại một lần nữa tấn công vào phi trường Phù Cát. Không đoàn 60 chiến thuật, sư đoàn 6 không quân, mặt trận này Cộng sản Bắc Việt mở ra với nhiều mục đích. Thử lửa phản ứng của Hoa Kỳ trong vụ cam kết sẽ can thiệp nếu Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Paris. Tiêu diệt tổ ong vò vẽ đã từng làm chúng ưu đầu sức trắng trong nhiều mặt trận, đặc biệt là phi vụ thả bom CBU vào mặt trận An Lão đã làm tổn thất cả tiểu đoàn thuộc sư đoàn 3 sao vàng. Cũng nên đề cập tới đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, một vị chỉ huy được anh em thương mến. Đại tá Tuyền đã cho phép sử dụng bom CBU là một vũ khí có tầm phá hoại lớn lao trong khi chưa có sự đồng ý của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiếm đóng được căn cứ Phù Cát, Cộng sản sẽ chiếm được kho vũ khí CBU này đã làm chúng quan tâm không ít. Trước khi Cộng sản tấn công phi trường Phù Cát, một tín hiệu đã bị quân ta bắt được trên tần số của địch, nội dung vỏn vẹn gồm 10 chữ: Quân ác chủ bài đã vào vị trí tập kết. Với sự thâm hiểu tường tận đường lối hoạt động của sư đoàn 3 sao vàng, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường tin tưởng rằng ý nghĩa tín hiệu này ám chỉ cộng quân đang chuẩn bị tấn công vào phi trường Phù Cát. Tất cả lực lượng phòng thủ phi trường được báo động, đồng thời một kế hoạch chống đỡ được phát họa. Âm mưu tiến chiếm tổ ong vò vẽ này của cộng quân đã thất bại với hàng trăm xác chết để lại trên chiến địa, vùng đất chủ yếu mà cộng quân đã đặt nhiều tin tưởng nhất trong cuộc chiến tranh xâm lấn, vẫn đứng vững từng tấc đất cho đến khi miền Nam tự do bị người bạn đồng minh bán đứng cho Cộng sản vì quyền lợi của họ. Hàng ngàn chiến sĩ của sư đoàn 22 cũng như các đơn vị thiện chiến biệt động quân địa phương quân nghĩa quân tỉnh Bình Định đã bị bất tử trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến một cách đau đớn và tủi nhục. Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ vững bờ cõi với những phi công can trường, coi mạng sống nhẹ như tơ trời. Trong đó phải kể đến phi đoàn 215 Thần Tượng, một phi đoàn đã nỗ lực yểm trợ cho mặt trận Bình Định từ giây phút ban đầu cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Một phi vụ huấn luyện. Kỷ niệm một phi vụ trong giai đoạn ngưng bắn sau khi hòa ước Paris được ký kết.
Từ ngày mặt trận lắng động sau mùa hè đỏ lửa 72, những phi vụ hành quân của phi đoàn 215 thần tượng đã giảm bớt rất nhiều, thay thế vào đó là những phi vụ bay duy trì khả năng bay huấn luyện. Hoa tiêu trực thăng của hai phi đoàn 215 thần tượng cũng như phi đoàn 219 Long Mã trú đóng tại Nha Trang thường dùng bãi Đồng Bò để thực tập, một địa danh quen thuộc cho những ai đã từng phục vụ tại không đoàn 62 chiến thuật. Đây là một vùng đồng bằng nằm kế cận phi trường về phía Tây, kéo dài tới chân dãy núi cao chót vót, ngang giữa thị trấn Nha Trang và thị xã Cam Ranh, cấu tạo bởi phù sa của con sông Cạn chia ra làm hai nhánh chảy lờ đờ quanh co, có nhiều bãi cát vàng dùng để trực thăng thực tập đáp khẩn cấp. Trong cấp bậc huấn luyện viên của phi đoàn, tôi thường được chỉ định những phi vụ hướng dẫn những hoa tiêu mới bay thực tập hoặc duy trì khả năng. Một buổi sáng trời trong xanh, tôi cùng thiếu úy Thạch cất cánh bay ra bãi tập. Con tàu chưa lên cao độ thì bãi tập Đồng Bò đã hiện ra trước mặt. Vừa đến nơi, tôi giao cần lái cho Thạch và chỉ cho anh sơ qua những động tác nào cần phải thực tập sáng hôm nay. Sau khoảng một tiếng đồng hồ nhào lộn trên bãi cát vàng, tôi ra dấu cho Thạch cất cánh bay vòng lên cao để nghỉ xả hơi. Với tay ra sau ghế bay, tôi lấy túi bay đựng bình thủy cà phê, mở nắp bình dùng làm ly tôi rót vào, mùi cà phê thơm ngát xông lên mũi. Tôi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ xong lấy điếu cấp tăng ra chầm lửa đốt. Cà phê nóng thuốc lá thơm trên tay, tôi ngắm nhìn thành phố Nha Trang đang nằm im lìm dưới ánh sáng chói chang của một ngày hè trực nắng. Bờ đại dương mênh mông bát ngát, một màu xanh biếc đang ôm ấp vỗ về bờ cát trắng hình vòng cung. Chiếc trực thăng làm một vòng xa về hướng biển, tôi nhìn xuống dưới chân là cầu đá, một địa danh quen thuộc đối với người dân Nha Thành, nằm sát bên Hải Học Viện, gần đó là dinh Bảo Đại Sơn màu vàng nhạt tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ. Trên cao nhìn xuống trông như một lô cốt, những chiếc thuyền con dập dìu ra vào cặp bến tàu, đưa đón du khách thăm hải đảo. Vòng sau ngọn đồi về phía vườn dừa là làng chài Cửa Bé, xúm xích những ngôi nhà nhỏ, mái nâu mái đỏ hay mái tôn chắp chóa, hàng trăm chiếc thuyền đánh cá cõng con đậu im lìm san sát trên mặt biển, ống ánh bạc. Xa hơn nữa là hòn tre, bãi miễu, hòn yến ngâm mình dưới làn nước trong. Thật không có một giấy bút nào có thể diễn tả được bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời của quê hương Cẩm Tú đang phơi bày dưới chân tôi. Đang trầm ngâm thưởng thức phong cảnh hữu tình, tiếng nói của thiếu úy Thạch vang lên trong intercom đưa tôi trở về thực tại. À, con nai, anh xem kìa. Nghe Thạch nói tôi vội nghiêng đầu xuống nhìn dưới. Kế bên bờ sông, một con nai đang đứng uống nước, bộ lông màu nâu nhạt nổi bật trên nền cát trắng. Từ trên cao trông bé tí, tôi chẳng lạ lùng gì khi thấy con thú rừng này. Vùng núi đồi Đồng Bò hoang dã là nơi sinh trưởng của nhiều loại thú, đặc biệt là heo rừng, nai, công, gà, giống như một sở thú thiên nhiên. Tôi thường xuyên bắt gặp chúng mon men ra bờ sông để uống nước trong những phi vụ huấn luyện trước đây. Nhìn con nai đủng đỉnh đi dọc theo bờ cát vàng, bản chất phá phách của một thằng con trai nổi dậy, nghĩ đến chỉ có hai đứa trên tàu, không súng ống, tôi lúng túng chưa biết phải làm gì. Con nai bắt đầu quay đầu đi về hướng bìa rừng chỉ cách bờ sông vài trăm thước. Trong đầu nảy ra một ý định, tôi vội quay qua nhìn Thạch. Nè, hay là mình bắt con nai về nuôi chơi? Thạch trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nói sao? Bằng cách nào đây? À, chuyện đó để tôi lo. Bây giờ phải làm gấp chứ để nó chạy vô rừng là hết chuyện. Chưa kịp để Thạch trả lời, tôi đè càng cao độ tận đáy đẩy cần lái. Chiếc trực thăng chối mũi xoắn ốc trôi nhanh như hòn đá cuội. Trong tích tắc đã đến sát bên con mồi, nghe tiếng động cơ ầm ĩ cùng tiếng quạt gió phành phạch, con thú ngẩng đầu nhìn rồi bất thần phóng nhanh như một mũi tên về phía rừng sát chân núi. Không chậm một giây, tôi cho con tàu bọc về phía bờ rừng chặn đường thoát của con vật. Tiếng động của chiếc trực thăng làm con thú rừng càng sợ hãi, quay đầu lui trở hướng về bờ sông, đúng như ý tôi muốn. Con vật nhỏ bé này không phải là đối thủ của con chim sắt khổng lồ. Tôi cho con tàu trà sát sau lưng ép cho con vật chạy thẳng ra bờ sông. Con nai chạy cuốn cuồng phóng như bay gặp nước trước mặt, không một chút do dự nó phóng thẳng xuống. Không buông tha, tôi cho chiếc trực thăng bay ngay trên đầu con vật. Gió từ cánh quạt thổi mạnh xuống mặt nước sao động, nước văng tung tóe, làm con vật càng thêm sợ hãi.
cố gắng bơi lõm bõm ngóc cái mõm đen thui lên khỏi mặt nước. Bơi một đoạn, con thú hình như đã thấm mệt chậm lại dần. Bên ghế trái, Thạch ngóng cổ nhìn xuống theo dõi, rồi như bị lôi cuốn trong trò chơi nghịch ngợm này, Thạch lên tiếng: "Anh để tôi nhảy xuống bắt sống nó." Vừa nói xong, anh giật xích beo đứng dậy leo ra ghế sau. Thạch ngồi bạch xuống sàn tháo giày, xong anh kéo phẹt mè tuya, cởi luôn áo bay, chỉ chừa lại cái xì liếp và một thân hình ốm nhom trắng bóc như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời. Thạch chồm lên ghế tôi, ghé tai hát lớn: "Ê, cho tạo thấp xuống nữa, tôi nhảy." Đứng trên càng chiếc trực thăng, Thạch ra dấu cho tôi, rồi nhảy ồm xuống bên con nai con đang quờ quạng gần như muốn chìm. Tôi đảo mắt một vòng lên trời, trong chừng những chiếc trực thăng của phi đoàn bạn có thể đang hoạt động đâu đây hay những chiếc máy bay quan sát của trường huấn luyện kế bên. Trên bầu trời xanh biếc, không một chiếc máy bay lai vãng. Tôi yên chí, hạ chiếc trực thăng xuống thật sát mặt nước, kế bên con thú đáng thương đang bơi lõm bổm. Thạch đang đứng trên càng tàu, nhảy tổm xuống sông. Con nai thấy người càng hoảng sợ cố bơi ra xa, nhưng đã kiệt sức buông thả gần như chìm dưới mặt nước. Thạch bơi đến gần cặp cổ con vật kéo lên càng tàu, tôi đang lơ lửng kế bên. Tay kẹp cổ con thú, tay leo lên tàu. Con nai con bé tí, đúng là con mẫn. Chân ốm nhom như cây sậy được Thạch để nằm ngay giữa sàn tàu, thở hổn hển sùi bọt mép. Thạch ngồi kế bên, người ướt sũng, cái xì lép trắng ép sát vào người phơi bày rõ ràng tất cả những gì ở bên trong. Tôi kéo nhanh cần cao độ, chiếc trực thăng chống rỗng thăng thiên. Chờ cho Thạch mang giày mặc áo bay xong, tôi ngoái đầu ra sau la to trong tiếng động cơ ầm ĩ: "Ê, Thạch, lấy dây cột cánh quạt trói nó lại." Thạch gật đầu xong lấy sợi dây màu đỏ để dưới ghế bay, một chân đè lên cổ con vật, tay dùng dây trói bốn chân nó lại với nhau. Con vật đáng thương đã tỉnh hồn, cố gượng ngóc đầu dậy kêu be be, nước dễ chảy nhễu nhão xuống sàn. Nhìn con thú bị trói gô bốn chân nằm yên không động đậy trên sàn tàu, Thạch yên chí lom khom chui lên cockpit để cho người bản an vị xong. Tôi quay qua nói: "Nè, chút đáp xong, sau hông tàu có một cái ngăn trống, mình có thể giấu nó vào trong đó. Bạn ở lại đứng canh tàu, để tôi về phi đoàn ghi sổ sách xong sẽ lấy cái tú bài biệt phái đựng nó đồ chuồng thẳng ra cổng luôn." "À, ok." Mọi việc thế là đã được dàn xếp tốt đẹp, tôi an tâm quay tàu về đáp. Phi trường chỉ cách một phút bay hiện ra trước mắt. Trên ghế trái, Thạch trong bộ đồ bay ướt loang lổ, nước từ mái tóc rịnh ra khỏi nón bay chảy dài trên má. "Ai ngờ bạn chơi giỏi thế, đóng phim tặc gan đại chiến cá sấu được rồi đó." Tôi đùa với Thạch. Thạch chưa lấy lại hơi thở trả lời: "À, chuyện nhỏ thôi. Thấy anh định làm gì với con mảnh này, nuôi trong vườn hay sao? Tôi nghĩ nó không có sống lâu đâu, nó còn non lắm. Thì cứ để đó nuôi vài ba bữa đã. Nếu nó không sống được thì mình làm một bữa tiệc mời anh em tới nhậu cũng tốt thôi." Trước mặt là taxi quê chạy song song với phi đạo. Tôi chuẩn bị hạ cao độ, dưới chân chiếc trực thăng là vùng đất gần vòng đai phi trường, xúm xích những xóm nhà nhỏ san sát bên nhau chạy dọc theo con đường rầy xe lửa. Bên kia đường rầy gần những đám ruộng bỏ hoang cho cỏ dại, một đám trẻ đang chơi đá bóng. Đang nhìn về hướng phi đạo, những chiếc phi cơ bận rộn lên xuống, bỗng tôi nghe như có tiếng lộp cộp phát ra từ phía sau. Tôi và Thạch đồng loạt quay ra sau nhìn. Con mảnh bị trói nằm trên mặt sàn, bây giờ đang đứng thẳng bốn chân, ngơ ngác chưa hoàn hồn. Sợi dây ni lông đỏ cột cánh quạt tục ra nằm ngay dưới chân. Hai đứa ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, trố mắt nhìn con nai con bước khập khểnh kế bên khung cửa tàu đang mở tan hoang gió lộng. Trong một khoảnh khắc do dự, nó phóng thẳng ra ngoài. Tôi chỉ có đủ thời giờ để ngoái đầu nhìn xuống con thú đang chơi bơi lơ lửng trong không gian vài giây ngắn ngủi rồi rơi xuống đúng ngay giữa đường rầy xe lửa. Đám con nít đang chơi đá bóng gần đó chạy ùa tới, bu quanh lên xác con vật như lũ kênh kênh đói mồi. Mùa hè đỏ lửa. Mở đầu. Vùng cao nguyên bỗng dưng sôi động, những cánh chim sắt của phi đoàn thần tượng bất chợt bị cuốn lóc trong cơn bão của trận chiến bất ngờ. Những ngày hành quân liên tục trên những địa danh xa lạ chưa từng biết đến của vùng rừng núi địa đầu giới tuyến đã gây nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng một người trai thời loạn. Xin ghi lại đây một vài hình ảnh kỷ niệm của những tháng ngày dài trong trũi trên những chiến trường đẫm máu, cũng như những phi vụ kinh hoàng mà những người chiến sĩ không quân đã âm thầm lặng lẽ ra đi không ai nhắc nhở. Để độc giả dễ dàng theo dõi những diễn tiến cũng như những địa danh trong bài viết,
Tôi xin khái lược về mặt trận vùng cao nguyên năm 1972, trận chiến khốc liệt nhất trong chiến trường Việt Nam đã xảy ra trong những tuần lễ cuối mùa xuân năm 72, kéo dài qua những tháng mùa hè và đã được tác giả Phan Nhật Nam mô tả trong tác phẩm Bi Hùng Tráng, Mùa hè đỏ lửa. Mặt trận được gọi là Easter Offensive, danh từ của đồng minh Hoa Kỳ, đó là trận chiến khốc liệt. Cộng quân cố thu hết tàn lực để mở một chiến dịch tổng tấn công cuối cùng trên toàn cõi miền Nam, hy vọng đạt được một thắng lợi nhằm tạo áp lực trên bàn hội nghị hòa bình ở Paris. Ba mặt trận đồng loạt đánh vào miền Nam. Chiến dịch Nguyễn Huệ, mũi dùi số 1 hơn 30.000 quân Cộng sản tràn qua sông Thạch Hãn, tiến chiếm Quảng Trị Thừa Thiên, vùng 1. Mặt trận B2, miền Nam từ lãnh thổ Campuchia, mũi dùi thứ 2 đánh thóc vào Lộc Ninh, Bình Long, chế ngự vùng 3. Mặt trận B3, mũi dùi thứ 3 cắt ngang vùng 2, nhắm vào Tân Cảnh, Công Tâm, Pleiku, sau đó qua đường thung lũng mật khu An Lão, kéo xuống đồng bằng Bình Định, bởi hai sư đoàn tinh nhuệ của địch, sư đoàn thép và sư đoàn 3 sao vàng, cùng sư đoàn F-10 được yểm trợ bởi lữ đoàn chiến xa 2 lá 3 và nhiều trung đoàn pháo binh. Từ cuối tháng Giêng năm 1972, theo các nguồn tin tình báo, tù binh và hồi chánh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ghi nhận có nhiều đơn vị Cộng sản Bắc Việt từ Campuchia và Lào đã xâm nhập vào khu vực phía Bắc tỉnh Kon Tum. Đồng thời, không thám của quân đội Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận được những sự tập trung lớn của lực lượng Cộng sản trong vùng thung lũng phía Tây Nam của Đắc Tô và Tây Bắc của thành phố Kon Tum. Kể từ khi được tin địch xuất hiện, các đơn vị không kỵ và trực thăng võ trang Hoa Kỳ đã nỗ lực thám sát và phát giác được 6 lằn xích song hành và nhiều chiến xa Bắc Việt tại phía đông căn cứ 609 và thung lũng Playtrap nằm về phía tây của dãy núi Rocket Ridge. Theo như dự đoán của Bộ Chỉ huy Quân đoàn 2 và những cố vấn Hoa Kỳ, thì địch có thể sẽ tấn công cao nguyên vào mùa khô. Quân đoàn 2 bắt đầu tăng cường phòng thủ Kon Tum và Pleiku. Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 22 được dời từ Bình Định lên Tân Cảnh, Đắc Tô. Sư đoàn 22 bổ binh gồm có 4 trung đoàn 40, 41, 42, 47. Tư lệnh Đại tá Lê Đức Đạt trách nhiệm vùng Tân Cảnh và Đắc Tô 2. Thiết đoàn 19 kỵ binh cũng được tăng cường đến Tân Cảnh. Sư đoàn 23 gồm 3 trung đoàn 44, 45, 53. Tư lệnh là Đại tá Lý Tổng Bá từ bang Mê Thuộc được tăng viện thay thế sư đoàn 22 bị tan rã sau khi căn cứ hỏa lực Tân Cảnh bị thất thủ. Để bảo vệ Kon Tum, đã lập phòng tuyến từ phía bắc thành phố từ đông sang tây. Lữ đoàn 2 dù được tăng cường cho quân đoàn 2, chịu trách nhiệm vòng đai phía tây quốc lộ 14, đóng trên những cao điểm đóng dọc theo biên giới có 11 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng chịu trách nhiệm căn cứ Ben Hay, ngay ngã ba biên giới thường gọi là Tam Biên, cùng với tiền đồn Polyclang phía tây Kon Tum khoảng 20 cây số. Trên dải Rocket Ridge, tên gọi của quân đội Hoa Kỳ, sẽ là một địa danh quen thuộc trong trận chiến mùa hè 72. Đây là một dải cao điểm chạy dài từ bắc xuống nam, nằm dọc theo phía tây quốc lộ 14 khoảng 12 cây số, tọa lạc hầu như ở giữa Tân Cảnh và Kon Tum, nơi những căn cứ hỏa lực mang tên Tiền Đồn 6, Tiền Đồn 5, căn cứ Yankee, Charlie và Hotel đã nổi danh để đón nhận một định mệnh tàn khốc. Phi vụ mở màn. Sau hai tiếng nổ như long trời lở đất, tôi mở choàng mắt dậy, chưa tỉnh hồn không biết mình đang ở đâu, tôi phóng đại về hướng trước mặt. Được chừng vài chục bước, tôi ngừng lại thấy mình đứng chơ vơ giữa phi đạo nhựa đường đen trơ trụi, hơi nóng bốc lên hừng hực, xung quanh không một bóng người. Biết mình vừa bị tẩu hỏa nhập ma, tôi vội vàng quay trở lại. Ê, hướng này nè, mẹ, này rất khùng rồi. Tôi nghe tiếng la phía sau lưng. Một trái pháo khác nữa nổ ngay đầu phi đạo. Tôi trục đầu né những mảnh đạn pháo đang bay xé trong không gian. Người trần trùng trục chiếc áo vai Nomex màu cướp ngựa vẹt ma tia kéo tới trúng qua ngang thắt lưng. Hai cánh tay áo quấn vòng ngang bụng cột gút. Tôi khom người phóng nước đại xuyên qua giữa khoảng trống của mấy chiếc trực thăng tắt máy đậu dọc theo phi đạo. Hai tay khư khư ôm lấy quần cho khỏi tụt. Ê, tao đây nè, lại đây mau lên. Thấy Trung Quý Thành Râu đang ngồi trong hố đất cách mấy chục thước thò đầu lên nhe hàm răng trắng bóc dưới bộ râu đen, tôi đổi hướng. Cái hố cá nhân đào vừa đủ cho một người. Thành đang ép sát chừa chỗ cho tôi, nhanh như cắt tôi phóng mình xuống đưa cả hai chân vào.
Mẹ, mày ngủ mơ hay sao mà không thấy? Tao thấy mày ở trận tay ông quần chạy khơi khơi giữa phi đảo giống như điên. Tụi nó cười quá trời. Nói xong Thành cười rộ. Bây giờ tôi mới có phần hoàn hồn, tim đã bớt đập, cố lấy lại giọng bình tĩnh đánh trống lãng cho bớt quê. Bố khỉ, tụi nó pháo dữ quá, đón tiếp phi hành đoàn 25 kiểu này thì chết mẹ mình rồi. Chân ướt chân ráo lên đây gặp cảnh này mất vui quá. Ê, không biết tụi mình đáp đây làm cái đếch gì ở đây chờ lâu thế, nằm chờ để ăn pháo kích tôi mạng. Thành râu trặc giọng bất kỳ có vẻ sốt ruột. Mình đáp lúc 2 giờ trưa phải không mày? Chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Nói xong tôi đưa tay lên xem giờ vừa quẹt mồ hôi hột ở trên mặt vừa phân bua cái bộ chạy lộng sòng lúc nãy. Tối qua ở Phận Thiết đi chơi khuya mới vậy, lúc nãy chợ buồn ngủ quá tao chui ra sau tàu nằm thiếp đi, ai già tụi nó pháo tao làm giật mình, tỉnh dậy không biết trời đất gì. Hai trái pháo nổ gần đầu, phi đạo những cụm khói đen bốc lên bụi mù. Ê, giọt mày! Tôi nhảy phóc lên khỏi miệng hố vừa chạy vừa mở gúc áo ra buộc ngang lưng bụng, xỏ hai tay kéo áo bay lên người. Vừa đến gần chiếc trực thăng võ trang đang đậu, mấy anh xạ thủ đá nai nịch gọn gàng. Tôi nhảy vọt lên ghế bay không kịp bận áo giáp, cầm chiếc helmet treo sau lưng ghế đội vội vào, kéo hai sợi dây xích beo buộc vào bụng xong, tôi cho con tàu quay máy. Tiếng kêu o o đồng loạt của những chiếc trực thăng khác đang đậu gần đó vang lên trong bầu không khí oi ả. Những cánh quạt trực thăng quẩy quẩy lười biến chuyển mình chậm chậm rồi nhanh lên dần. Tôi nóng ruột vặn tay ga, chiếc kim RPM trên đồng hồ tăng vọt. Xong tôi kéo vội cần cao độ, con tàu đầy ắp đạn và tróc kích nặng nề trùng mình trời, mặt đất khô nóng bỏng. Trước mặt những chiếc trực thăng cất cánh bay tứ tán loạn cào cào, không đội hình hàng ngũ. Con tàu đã lên cao, nhìn xuống phi trường Phượng Hoàng, hoang vắng nhỏ dần dưới ánh nắng mặt trời đang nung đốt, lác đác một vài trái đạn nổ tung lên, những cụm khói nhỏ đen xám lẫn bụi đỏ. Học đoàn bay dòng chờ, hết pháo tụi mình đáp xuống lại, nghe rõ. Chiếc trạc ly nhắc nhở. Năm chiếc trực thăng chúng tôi cùng với những chiếc không kỵ Hoa Kỳ như một đàn diều đông đảo bay lượn trên bầu trời hanh nắng. Trạc ly, đây mảnh hổ, mình đang chờ gì ở đây vậy? Tôi tò mò hỏi. À, sĩ quan liên lạc của quân bạn đang trên đường tới phi trường. Mình sẽ làm phi vụ tiếp tế cho căn cứ quả lực vừa bị địch tấn công tối hôm qua. Đại quý Đức trả lời. Ngày hôm kia tôi cùng phi đội 215 được chỉ thị đi biệt phái ở Phan Thiết một tuần lễ. Nghe tin đi Phan Thiết anh em tranh nhau tình nguyện nhất là trong biệt đội có mặt Trung Quý Thành, cháu của đại tá tỉnh trưởng. Anh ta về đó như hổ về rừng. Ở trên trời anh là hổ hai bay theo đuôi hổ một. Nhưng ở dưới đất Phan Thiết, anh là Jack Lee dẫn đầu phi đội đi bay bướm. Phi hành vừa đáp xuống ngay tỉnh đường là đã có xe chờ sẵn mời đi ăn điểm sắm hay hủ tiếu mì phở. Buổi trưa xe Jeep đón đưa đi ăn cơm tại những nhà hàng tàu sang trọng. Ăn xong còn thêm gói thuốc lá dắt lưng. Trong thời gian tại đó chúng tôi chỉ túc trực ứng chiến tại cư xá tỉnh dành cho khách vãng lai. Phòng ốc khang trang, ai rảnh muốn đi phố uống cà phê, cà pháo hay thục bia chỉ việc leo lên xe Jeep chừng vài phút là tới. Ở tại thành phố này có những quán nước sát bên bờ sông, cây trầm bóng mát rất hữu tình. Anh em phi hành đoàn xum xoe trong bộ đồ bay súng ống lỏng dỏng thường ra ngồi đó để ngắm mấy em đi qua đi lại. Đó là những khoảng thời gian nhàn nhã vui thú điền viên khó kiếm trong thời buổi chiến chinh. Sáng ngày hôm nay, sau khi biệt đội đi ăn trở về thì nhận được tin sét đánh ngang tai, tất cả học đoàn phải thu xếp hành trang Pleiku trực chỉ. Thời gian biệt phái sẽ cho biết sau. Tôi lên cảm đây là chuyện chẳng lành. Một mặt trận nào đã xảy ra nữa đây? Không có sự chọn lựa, tôi về phòng thu xếp hành trang. Trong lòng ca câu, thân trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, rồi theo chân học đoàn cất cánh. Trên vòm trời Phan Thiết, bầu không khí thoang thoảng phản phất mùi mắm ruốc thâm thẩm từ hàng trăm hãng sản xuất nước mắm bốc lên. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống những xóm làng chài dưới lớp xốp mái ngói đỏ cùng những mái tôn kế hàng dừa xanh sau bãi cát trắng vòng cung, hàng trăm chiếc thuyền đánh cá neo san sát trong vịnh nhỏ. Ở đầu bãi một ngôi nhà gạch màu vàng nhạt nằm trên ngọn đồi thấp cô quạnh sát mé nước. Trên cao trông như một lô cốt tí tẹo, đó là lầu ông Hoàng, nơi mà nhà thơ Hàn Mạc Tử đã nhiều lần dắt cô mộng cầm ra hóng mát. Điếu thuốc cháy dở trên môi, sợi khói trắng quyện vào mắt cay xè, tôi chắc lưỡi luyến tiếc trở lại với thực tại. Trước mặt những chiếc trực thăng chổng mông nối đuôi nhấp nhô lên xuống. Năm con chim sắt bắt đầu hướng về vùng lửa đạn, để lại sau lưng thành phố yên bình.
Theo chỉ thị mới nhận được trên tần số cho biết, chúng tôi phải bay lên đáp phi trường Phượng Hoàng, cạnh thị xã Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum để nhận lệnh hành quân. Sau hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ, bay đáp lấy xăng tại phi trường Cù Hanh Pleiku, họp đoàn gần, đến điểm hẹn. Trên cao độ 2.000 bộ, phi trường Phượng Hoàng thoáng hiện trong bầu không khí trực nắng oi ả. Họp đoàn giảm cao độ nối đuôi đáp xuống dọc theo một phi đạo vừa đủ dài cho những chiếc phi cơ nhẹ đáp. Gọi là phi trường nhưng thật ra chỉ là một dải đất bằng phẳng. Xung quanh toàn cỏ dại vàng cháy, không một công sự hay nhà cửa nào cả. Xa xa chỉ thấy hàng rào kẽm gai vây bọc. Năm chiếc trực thăng chậm chậm nối đuôi nhau lướt trên mặt nhựa đường đen tháng năm đã loang lổ. Phía bên phải phi đạo đã có 7-8 chiếc trực thăng đậu hàng dọc tắt máy, cùng 2 chiếc gunship Cobra mịn dẹp lép như con cá trình, mang đầy rocket dữ dằn. Đơn vị lữ đoàn không kỵ của người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã có mặt tại đây không biết từ bao lâu. Tất cả họp đoàn tắt máy chờ, tôi chui ra sau khoang tàu nằm và đánh một giấc say sưa ngủ. Bay vòng vòng trên bầu trời địa đầu giới tuyến, chờ cho quân pháo ngưng, tôi ngã người vào lưng ghế nghỉ mệt. Giấc ngủ vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng cũng giúp tôi lấy lại sức lực sau chuyến bay dài từ Phan Thiết. Trong mơ hồ tôi suy nghĩ vẩn vơ tới những cuộc hành quân đã qua, yểm trợ bốc quân, đổ viễn thám, tiếp tế. Cuộc hành quân hôm nay chắc cũng không khác gì những ngày tháng trước. Nhưng tôi đã không ngờ rằng cuộc diễn bây giờ đã đổi thay, những sôi động đã âm thầm biến chuyển ngoài sự hiểu biết của một hoa tiêu tầm thường. Phi vụ ngày hôm nay sẽ là một phi vụ mở màn cho những ngày tháng tới đối đầu với một trận chiến hoàn toàn khác hẳn những gì tôi đã kinh qua. Tôi sắp bước vào một trận chiến lịch sử, một trận chiến kinh hoàng khốc liệt nhất trong chiến trường từ khi bọn Cộng sản khởi động xâm lấn miền Nam. Trận chiến được mang danh là Mùa hè đỏ lửa hay là Trận chiến 100 ngày. Tôi sẽ là chứng nhân sống cho những ngày tháng sôi động, những cuộc giao tranh thắng bại, giành nhau từng tấc đất, con tàu bốc cháy nổ tung trên không trung hay ngay giữa phi đạo, những bạn bè thân thương gãy cánh lìa đàn, những giây phút căng thẳng thần kinh đến tột độ, những phi vụ mạng sống như chỉ mình treo chuông, những trận đại pháo ào ạt như mưa rào, như thác đổ, những xác người tan nát cháy nám. Một mặt trận địch đã dốc toàn lực, khả năng gần như đã kiệt quệ để đánh một ván bài cuối cùng, dứt điểm mục tiêu mà chúng đã kiên trì nỗ lực bao năm qua. Với sự hy sinh hàng trăm ngàn, hàng triệu sinh linh vô tội đã bị chúng lôi cuốn vào cuộc chiến tranh điên rồ này. Tập thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.